Hey, xin chào các bạn. Mỗi video thì sẽ là một cái demo hay là một cái đoạn code hay là một cái chức năng gì đó liên quan đến code. Tuy nhiên thì ở video này mình sẽ không có một chức năng hay là một cái demo gì cả. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, một cái thành quả của lớp Funnels vừa xong trong tối hôm nay thôi. Mình và lớp Funnels đang học tại Suntech hoàn thành cái giao diện này. Đó, rất là quen phải không ạ? Nhiều bạn sẽ thấy là giao diện này đã được gửi và chia sẻ ở đâu đó rồi. Thì chính xác, giao diện này mình có gửi một cái file ảnh mẫu lên nhóm học lập trình miễn phí tại Suntech. Và rất nhiều bạn lấy nó về để thực hành trên máy của các bạn. Và đây là cái thành quả của tối nay, buổi tối nay mà mình cùng các bạn của nhóm Funnels đã hoàn thành. Và đặc biệt hơn là đã hoàn thành một cách hoàn hảo luôn, vì nó có cả responsive cho mobile nữa. Đó thì giao diện này thì nó là của cái trang này. Nó là của trang này. Đây, cái project final của Suntech. Và các bạn biết là khóa Funnels tại Suntech thì sẽ có 3 cái giao diện cuối khóa. Có nghĩa là cuối khóa học các bạn sẽ có 3 cái giao diện được hoàn thành và chạy cho cả desktop và cho cả mobile. Đó, và đây cũng là cái sản phẩm để các bạn có thể đi show với nhà tuyển dụng là tôi có kinh nghiệm và tôi có làm được những cái giao diện như thế này. Và tôi làm từ đầu và tôi phân tích từ đầu đến cuối. Đó, mục tiêu của nó là như vậy. Đó, thì mình cũng rất vui để share cho các bạn cái thông tin này. Và các bạn nhìn thấy, thì đối với cái giao diện này, nó cũng không quá khó. Các bạn thấy nó cũng không quá khó, nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà nó cũng đủ để mà các bạn phải chủ tài về cái skill CSS HTML của các bạn thì mới có thể hoàn thành được giao diện này. Đó, nó nhìn nó đơn giản thôi nhưng nó cũng đủ khó để mà các bạn phải mất công sức bỏ ra cho nó. Đó, thì các bạn có thể xem qua cái phần ở trên mobile nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Đây là phần mobile cũng không tệ, nó đang follow giống 100% cái giao diện gốc của nó. Đây, đối với phần mobile thì chỗ này là cái phần slide ảnh chạy, thì sau này nó sẽ là cái phần JavaScript jQuery, chúng ta sẽ apply nó vào đây để xử lý cho phần ảnh chạy này. Đó, và dưới này thì nó không có gì cả. Đó, các bạn thấy sao? Nó khá ổn phải không ạ? Thì bạn nào muốn lấy cái code này hoặc là muốn lấy lại cái giao diện mẫu này để có thể thực hành lại, tự luyện tập ở trên máy của mình, thì các bạn hãy comment email của mình xuống dưới video này. Và đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Suntech Việt Nam. Biết đâu đó bạn sẽ nhận được những khóa học miễn phí vô cùng hấp dẫn và vô cùng bổ ích tại Suntech Việt Nam. Video này mình xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.